Mới đây, thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế quận 3, Ủy ban Nhân dân phường 10 và Công an phường 10 quận 3 tiến hành kiểm tra cơ sở có biển hiệu Luxell International Clinic, địa chỉ tại 186-186A, cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hộ kinh doanh do Ủy ban Nhân dân quận 3 cấp ngày 29 tháng 3 năm 2024 do ông NVT làm chủ hộ tại địa chỉ tầng 1, 123 số 186-186A, đường cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3 với ngành nghề kinh doanh là xăm phun theo trên da, không sử dụng thuốc tê dạng tiêm, dịch vụ tắm hơi, massage, đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình, cắt tóc gội đầu. Đoàn kiểm tra ghi nhận phía trước cơ sở này có các biển quảng cáo Luxel International Clinic đẩy lùi lão hóa, thải độc toàn cơ thể, phục hồi chức năng gan thận mật. Phát hiện trang Facebook của cơ sở này có đăng tải thông tin quảng cáo là Viện Y học tái tạo phục hồi chức năng Luxel có đội ngũ y bác sĩ số 1 có kinh nghiệm công tác tại bệnh viện Đại học Y. Kiểm tra thực tế, tòa nhà tại địa chỉ số 186 186A cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3 có 8 tầng, từ tầng 1 đến tầng 7 đều có biển hiệu Luxcel International Clinic. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có một khách hàng nữ 62 tuổi đã điều trị đau lưng tại cơ sở này 13 lần với tiêm thuốc vào vùng lưng một lần, thực hiện phục hồi chức năng bằng tay, hôm nay theo lịch hẹn tiêm vùng lưng lần 2. Ngoài ra, còn một khách hàng nữ 38 tuổi đến để thực hiện dịch vụ tế bào gốc để điều trị bệnh giảm tiểu cầu vô căn. Bà cho biết đã chuyển số tiền là 140 triệu đồng cho cơ sở này. Cạnh đó là nhân viên VBL, tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền, chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đang xóa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng bằng tay cho bà Quy. Nhân viên TVUA, học sơ cấp, chưa có bằng, không có chứng chỉ hành nghề, đang xóa bóp phục hồi chức năng cho ông TVM. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận tại tầng 5 có một máy siêu âm tổng quát hiệu Mindray có hai đầu dò. Tại tầng 6 có 3 giường lưu bệnh, có hộp thuốc chống sốc phản vệ. Dịch truyền NACL 0,9% đã sử dụng chứa trong thùng rác thải màu vàng. Nhiều phiếu thu ghi thông tin tiêm tế bào gốc, tiêm hai gối, tiêm tinh chất siêu nhau thai, truyền thải độc, hút dịch, phục hồi chức năng. Điều đáng lưu ý là tại tầng 8 của tòa nhà này, ngoài khu bếp và sân thượng, ở giữa tầng này còn có một phòng đóng cửa treo biển, phòng để đồ gia chủ không phận sự miễn vào. Cơ sở cố tình không mở cửa để đoàn kiểm tra không vào được phòng này. Được sự hỗ trợ của công an quận 3, người quản lý cơ sở này mới chịu mở cửa cho đoàn kiểm tra vào. Tại đây, đoàn ghi nhận bên trong phòng có chứa 29 thùng NaCl 0,9% 500ml KB và NaCl 0,9% 100ml KB. Một thùng sản phẩm mỹ phẩm herban Cream 250g một thùng dầu xoa bóp Moisturizing Massage Oil có logo Viện xương Khớp Thần Kinh Việt Nam, không có nhát phụ tiếng Việt. Như vậy, chưa xác định được nguồn gốc của những sản phẩm này. Sở Y tế tiếp tục mời người quản lý cơ sở đến thanh tra Sở Y tế làm việc, đề nghị cung cấp hóa đơn, chứng từ, xuất xứ của dịch truyền NACL 0,9%, sản phẩm mỹ phẩm Herbal Cream, dầu xoa bóp Moisturizing Massage Oil. Thanh tra Sở Y tế sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh và các cá nhân với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế và quảng cáo, bộ đình chỉ hoạt động của cơ sở tại địa chỉ nêu trên. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo tổ công tác tiếp tục tiếp cận các khách hàng tìm đến cơ sở này để khám chữa bệnh, để tìm hiểu rõ hơn những lý do đã dẫn dắt họ tìm đến cơ sở trái hình này mà không đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố để chữa trị. Đồng thời, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân quận 3 phải tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép, nhất là các loại hình kinh doanh nhạy cảm dễ bị lợi dụng và lấn sân sang lĩnh vực khám chữa bệnh. Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận 3 xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó ngày 19 tháng 4, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phát hiện một cơ sở có tên Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam núp bóng phòng khám đa khoa Cơ sở này có địa chỉ tại số 296 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Hoạt động chui bằng cách đúc bóng phòng khám đa khoa đã được cấp phép trước đó. Qua kiểm tra phát hiện, đây là phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn MedService, phòng khám đa khoa Medigo, nhà thuốc Medigo. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này vẫn mở cửa hoạt động, mặc dù trước đó một ngày, đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã yêu cầu cơ sở này phải ngưng hoạt động do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp phép. Phòng khám đa khoa này được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh vào tháng 8 năm 2023 do bà NTMT chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Đáng nói biển hiệu của phòng khám đa khoa vi phạm nghiêm trọng khi ghi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám đa khoa Medigo, nhất là một bên của phòng khám lại có treo biển hiệu Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học Tái tạo Cellab. Trung tâm này hoàn toàn không có trong danh sách cấp phép hoạt động Đoàn kiểm tra còn phát hiện sổ quản lý xuất nhập kho tế bào gốc, tờ rơi liệu pháp tế bào gốc, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và làm đẹp, 8 phiếu chỉ định xét nghiệm, một kho thuốc gồm một số thuốc lẻ và dịch truyền, đã niêm phong toàn bộ số thuốc và dịch truyền trên. Khi vào trong web tại địa chỉ www.phongkham.mediwap.com, cơ sở còn quảng cáo về các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như khám sức khỏe tổng quát, các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, nhi khoa, răng hàm mặt Trang Facebook Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc Việt Nam có nội dung như tế bào gốc, liệu pháp đột phá phục hồi sức khỏe, đánh bay men gan cao, gan nhiễm mỡ, sơ gan. Đoàn kiểm tra Sở Y tế yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm việc ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo biên bản, đồng thời yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc đăng tải nội dung quảng cáo về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chưa đúng theo quy định, buộc tháo gỡ các biển hiệu quảng cáo vi phạm. Thanh tra sở tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế thành phố Thủ Đức xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này với tổng số tiền phạt có thể lên đến trên 100 triệu đồng. Ngoài ra cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn 6 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật trong thời hạn 4,5 tháng. Một hộ kinh doanh về chăm sóc da ba lần bị xử phạt do lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế phát hiện các thông tin quảng cáo trái phép xuất hiện trên trang Facebook Đoàn Thạch Tuyền tại địa chỉ số 3 trên 4, đường 25A, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, thanh tra Sở Y tế khẩn trương triển khai quy trình phản ứng nhanh với sự phối hợp của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Tân Quy và Phòng Y tế quận 7, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền tại địa chỉ nêu trên. Bà DTT, chủ hộ kinh doanh và ông BQT, đại diện cơ sở tiếp đoàn kiểm tra, xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền do Ủy ban nhân dân quận 7 cấp, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 4 năm 2021, với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da mặt Cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Đoàn kiểm tra phát hiện có người nhà của khách hàng đang chờ tại tầng trệt, đồng thời phát hiện nhân viên của cơ sở này mang hai túi ni lông rác từ trên lầu đi xuống định tàu tán. Đoàn yêu cầu kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa ống tiêm, ống dẫn lưu đã qua sử dụng, dính máu tươi, bông gòn, gạc có dính máu. Đoàn đã niêm phong tạm giữ chứng cứ. Kiểm tra tầng 1, đoàn ghi nhận có một phòng kê ba giường lưu, một phòng tư vấn và chăm sóc khách hàng, Tại đây có các hóa đơn ghi các dịch vụ như nâng mũi cấu trúc, tiêm filler, khép mỡ mí trên và các phiếu lưu có tên bệnh nhân bằng tiếng nước ngoài. Tại tầng 2 có một phòng đang đóng cửa, nhân viên của cơ sở không hợp tác để mở cửa. Khi mở được cửa, đoàn ghi nhận có hai khách hàng, trong đó có một khách hàng là người nước ngoài đã thực hiện nâng mũi, đang nằm lưu trên hai giường bệnh. Ngoài ra phát hiện trên kệ có các sản phẩm gồm filler, meso, nhưng cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của sản phẩm. Kiểm tra trang Facebook Đoàn Thạch Tuyền có đăng tải các nội dung quảng cáo như CEO Viện Thẩm mỹ Đoàn Thạch Tuyền cấy chỉ mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng. Đoàn kiểm tra định gặp và hỏi thêm thông tin từ hai khách hàng tại tầng 2, tuy nhiên cơ sở không hợp tác và cương quyết cho khách hàng ra về. Theo biên bản làm việc của công an thành phố với khách hàng NTMT, sinh năm 2000, bà NTMT được công an mời về phường Tân Quy để làm việc. Bà NTMT cho biết đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại cơ sở lúc 9 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã chuyển khoản và trả tiền mặt với số tiền 50 triệu đồng. Bà cho biết có khoảng 3 đến 4 người thực hiện kỹ thuật nâng mũi cho bà, nhưng do chuyển nước biển có thuốc tiền mê nên bà không nhận thức được rõ cụ thể là ai. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật tiêm filler, botox, meso và phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời, Đoàn kiểm tra yêu cầu ngừng ngay các việc đăng tải nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh về dịch vụ thẩm mỹ. Thanh tra Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế quận 7 phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở. Tra cứu lại hồ sơ, đây là trường hợp đã hai lần vi phạm tương tự vào tháng 3 2021 và tháng 3 2023. Cả hai lần, cơ sở đều có dấu hiệu đối phó với cơ quan quản lý nhà nước và thay đổi địa điểm hoạt động sau khi kiểm tra. Cơ sở này từng không hợp tác về việc xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra Sở Y tế, nên Sở Y tế đã có công văn gửi đến Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận 7 có văn bản phản hồi đề nghị thanh tra Sở Y tế xử lý bà DTT theo thẩm quyền, nhưng bà DTT không hợp tác làm việc. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với bà DTT với số tiền khoảng 60 triệu đồng với hành vi vi phạm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm chích, bơm, chiếu tia, sóng đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác làm thay đổi màu da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người. Xăm phun theo trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ, quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Đây là trường hợp tái phạm và trước đây bà DTT không chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ quy định tại khoản 4, điều 1, Nghị định 117-2020 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định. Trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm tại khoản 6, điều 40, thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Sở Y tế sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận 7 đề nghị tăng cường quản lý giám sát và cân nhắc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với những hộ đã từng vi phạm, từng đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước. Sở Y tế kêu gọi người dân cảnh giác với những thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các quảng cáo trái phép sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, cố tình gây nhầm lẫn trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi ngay qua đường dây nóng qua số 0989 401 155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng Y tế trực tuyến để thanh tra sở kịp thời nắm bắt ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật